Câu thứ nhất là ba và bạn của anh ấy thường cưỡi cái xe, thường chạy xe về miền quê vào dịp cuối tuần. Thì vào dịp cuối tuần này thì chúng ta sẽ có hai phương án để lựa chọn như các bạn. Thứ nhất là dùng on, thứ hai là dùng at. At the weekend hoặc on the weekend đều được. Nhưng mà trong trường hợp này thì đề chỉ cho on weekend thì chúng ta chọn on phương án C. Câu số 2, tôi chắc chắn là tôi sẽ đổ vào cái kỳ thi đi vào trường Lê Hồng Phong. Thì chúng ta là sẽ sit in. Chúng ta sẽ có câu 2 là chọn phương án B. Sit, chúng ta đi chung với giới từ in. Còn ở đây trước cái từ the weekend thì chúng ta đi chung với giới từ on. Câu số 3, thì tôi ở chúng tôi ở đây là chúng tôi gì đây các bạn, chúc cô ấy một cái sinh nhật hạnh phúc, một sinh nhật vui vẻ. Thì chúng tôi ước cho cô ấy có một cái sinh nhật vui vẻ, thì chúng ta sẽ chọn là phương án 3. Thì chúng ta chọn phương án A cho câu 3. Hồi đêm hôm qua, câu số 4 là hồi đêm hôm qua tôi hoàn thành cái bài bài tập vật lý, vì thế tôi không thể đi ra ngoài được. Không thể đi ra ngoài là cái việc tối hôm qua, và chúng ta sử dụng ở quá khứ để thể hiện hồi tối hôm qua là tôi phải hoàn thành cái bài tập vật lý. Thì câu số 4 chúng ta chọn phương án C, là chúng ta dùng had to để thể hiện cái việc tối hôm qua là ở quá khứ đơn. Câu số 5 này chúng ta có bạn đọc cái tờ báo này ở trên website đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi, thì đây là chúng ta dùng have read, thì chúng ta đảo lại là haven't you. Câu số 6 là phần lớn học sinh nước ngoài thì ở tại cái của trường cao đẳng, thì chúng ta sẽ chọn ở tại ký túc xá. Chỉ có từ ký túc xá là phù hợp với sinh viên trong ngữ cảnh này nha các bạn. Câu số 7, cô ấy hỏi tôi là cái gì đây các bạn? Hỏi tôi liệu rằng là tôi có thích ăn kem kem dâu hay không? Thì chúng ta dùng F vào đây các bạn ha. Câu số 8 thì cái ông Mandela trở thành một cái gì đó của cái việc chống lại cuộc đấu tranh, chống lại phân biệt chủng tộc. Thì ông ta trở thành một cái biểu tượng, thì chúng ta là sử dụng từ biểu tượng ở đây các bạn ha. Chúng ta không dùng tín hiệu hay là bảng hiệu hay là cái triệu chứng gì hết. À, ở đây có từ C là từ biểu tượng là hợp nghĩa. Câu số 9, chúng ta thấy ở đây có that, ở đây có tính từ, thì chúng ta cứ nghĩ nó là so that hoặc là such a. Such a thì trong trường hợp này nó có danh từ nữa nên chúng ta dùng such a. Nếu mà không có danh từ phim ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là so that. Còn nếu mà có danh từ phim thì chúng ta sẽ dùng such a. Câu số 9 là phương án D. Rồi câu số 10 là người ta cảm ơn, là cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình nhé. Thì cái câu mình nói là you're welcome, my pleasure. Thì trong trường hợp này câu 10 chúng ta sử dụng đáp án B. Câu số 11 là bạn bạn có thấy cái quảng cáo gần nhất của Coca-Cola không? Để quảng cáo cho Coca-Cola hay không? Thì ngay chỗ này là tính từ so sánh nhất, và chỗ này là giới từ. Thì thấy ngay chỗ này chúng ta sử dụng là cái quảng cáo, là chúng ta sử dụng cái advertisement. Đây, nó là danh từ. Chúng ta thêm mình vào đây thôi các bạn ha. Chúng ta bỏ thêm mình vô đây. À, câu số 12 là tôi e rằng là bạn không có cái những cái chứng chỉ hay là bằng cấp cần thiết cho cái công việc đó. Thì qualifications, thì ở đây chúng ta có chữ the ở đây, nó không phải là chữ ờ, thì nó chỗ này nó phải là số nhiều các bạn hả. Qualification, qualify cái y dài này biến thành y ngắn, cation như đây các bạn hả. Qualifications, à, số nhiều đây nha các bạn ha. Có S. Rồi câu số 14, câu số 13. Câu số 13 thì ở đây là có chữ the. Ở đây có chữ, ở đây dress là cái áo dài. Là cái ở Việt Nam thì áo dài là
cái biểu tượng quốc gia ha, là cái áo mang tính biểu tượng quốc gia national. Chúng ta thêm o no vô đây các bạn ha. National. Câu số 14, Nguyễn Du là một một đây, Nguyễn Du là một trong những nhà thơ ha, thì chúng ta dùng là poet. Poet, một trong những, ở đây chúng poet chúng ta thêm s vào nhé. Những cái váy, câu số 15 là những cái váy này trông có vẻ là xinh đấy, trông có vẻ là dễ thương đấy. Nhưng ở đây, nhưng thì dễ thương ở đây thì chắc chắn ở đây nó là không phải. Thứ sau, sau to be thì nó là phải là tính từ, thì nó là practical. Practical, nhưng mà ở đây nó trông nó đẹp, nhưng mà nó practical là thực tiễn, nó thực tế. Nhưng mà ở đây có từ nhưng, vì thế chúng ta sử dụng là impractical. Impractical, ở đây nó là nó không thực tế, không thực tiễn lắm. Mặc dù trông có vẻ đẹp đấy, nhưng mà nó không có có cái tính tiện dụng, không có tính thực tiễn cao. Rồi, cái câu số 16. Câu số 16 là chúng ta cho cái dạng đúng của từ trong ngoặc này các bạn ha. Câu số 16 thì ở đây là nếu như anh ấy may mắn, anh ấy có thể nhận được công việc đó, thì sau mệnh đề if thì chúng ta sử dụng hiện tại đơn he is. Câu này khá dễ các bạn ha. Nếu anh ấy may mắn thì anh ấy có thể nhận được công việc đó. Câu số 17, cái bài quốc ca thì hát bởi tất cả các học sinh vào lúc này. Vào lúc này ở đây thì sao các bạn? Vào lúc này, at this time, thì chúng ta sử dụng hiện tại tiếp diễn. Ở đây cái bài quốc ca là số ít, vì thế chúng ta sử dụng là is. Hiện tại tiếp diễn của passive voice là e being sung. Ở đây, này động từ past participle, và đây là be, chúng ta thêm in. Phía trước nó là is. Đây là thì hiện tại tiếp diễn của, đây là thể bị động của thì hiện tại tiếp diễn nha các bạn ha. Câu số 18, câu số 18 là anh trai và chị gái của tôi chơi tennis vào lúc 11 giờ ngày hôm qua. Nếu mà ngày hôm qua không, má không có 11 giờ thì chúng ta sẽ chọn quá khứ đơn. Còn nếu mà 11 giờ sáng ngày hôm qua thì chúng ta sẽ chọn quá khứ tiếp diễn. Mà quá khứ tiếp diễn thì ở đây hai người, vì thế chúng ta chọn were số nhiều như thế này, play. Chúng ta thêm in vào. Đây quá khứ này, ở were ở quá khứ, và động từ thêm in nó là tiếp diễn, thì đây là quá khứ tiếp diễn. Câu số 19, have a good time when you, hãy vui vẻ khi bạn đi tới Paris từng tới nhé. Cái câu đi Paris vào từng tới, nhưng mà cái mệnh đề be sao when, đây sao trạng từ chỉ thời gian này chúng ta sử dụng ở thì hiện tại đơn các bạn ha. Have a good time when you go to Paris next week. Đi từng tới các bạn đi Paris thì vui vẻ nhé. Câu số 20, tôi thực sự là đang trông chờ để take a vacation, để tham gia một cái kỳ nghỉ. Sau forward to thì cái động từ chúng ta sẽ thêm in. Thế thôi, chúng ta nhớ vậy thôi ha. Sau look forward to thì động từ chúng ta thêm in là được. Tiếp theo là câu số 21. Câu 21 này là một cái bức tranh đẹp. Này thì được vẽ bởi cái người cậu trai, người em trai là 8 tuổi. Thì ngay chỗ này, đây một bức tranh ngay chỗ này thì nó số ít, thì ngay chỗ này was là số ít là đúng rồi. Ngay chỗ này chúng ta lại viết lại là were drawn, chỉ sai một chữ này thôi các bạn ha. Were drawn, đây sai ngay chỗ b. Rồi, câu số 22, câu họ số 22 ngay chỗ này thì tôi rất là vui khi nghe rằng là bạn nói tiếng Anh rất là tốt. Thì very speak này nó là động từ thường, vì thế chữ good này nó sai các bạn hả? Chúng ta sửa lại là well. Speak English well. Câu số 23. Câu số 23 ngay chỗ này. À, con Jane nó hứa
nó hứa là nó sẽ, đây các bạn sai, thấy sai ngay chỗ này ngay. Cái chỗ này hứa là dùng ed quá khứ thì ngay chỗ này phải là would. Thì chúng ta sẽ dùng would try chứ chúng ta không dùng will try như thế này. Sai ngay chỗ B các bạn, chỗ này sai chỗ D. Câu số 24. Câu số 24 thì tôi xin lỗi là tôi thực sự không biết, tôi thực sự không biết cô ấy sống ở đâu. Where she, ngay chỗ này không phải là câu hỏi hay câu gì, chúng ta không cần phải đảo cái đơn này ra phía trước các bạn ha. Chúng ta chỉ việc chia hiện tại đơn là cô ấy sống hiện giờ là sống ở đâu là được rồi. Sai ngay chỗ này, nhưng mà chúng ta viết lại là where she lives now. Chúng ta chỉ việc sửa cái chỗ list này thôi, chúng ta bỏ this này đi. Câu số 25. Câu số 25 là anh ấy đã chần chừ, anh ấy là trì hoãn việc nói cái tin tức, chờ đợi cái thời điểm, chờ đợi cái thời điểm trúng trắng, thời điểm thích hợp. Thì ở đây chúng ta ngay chỗ này delay là động từ thêm in, ở đây là trúng rồi. Ngay chỗ này wait này cũng phải thêm in các bạn ha. Ngay chỗ sai chỗ này thì chúng ta sửa lại là waiting cho nó song hành với cái cấu trúc ngay chỗ cái điểm A này đây. Chỗ waited chúng ta sửa thành waiting. À, tiếp theo là câu số 26 là chọn cái từ đây, từ trong ABCD ở đây. Thì số 26 này là chúng tôi không chọn quần áo để khiến cho chúng tôi trông trông như thế nào các bạn. Sao look này thì chúng ta nghĩ nó là động từ thường, chúng ta dùng trạng từ, nhưng không phải, nó là động từ thường nhưng mà nó là linking verb, nó là động từ trạng thái. Vì thế chúng ta sẽ chọn đáp án B, chúng nó là chọn tính từ adjective, trông hấp dẫn. Câu tiếp theo là chúng tôi sử dụng chúng để nói cho cái thế giới gì của chúng tôi đây các bạn. À, đây chúng ta sẽ là sử dụng chúng để nói cho thế giới về cái nhân cách của chúng ta. Nói tell thì chúng ta dùng tell about. Câu 27 là chúng ta chọn đáp án C. Nội dung của bài đọc hiểu này nó nói về cái gì, chúng ta chỉ cần đọc lướt qua và sau đó chúng ta sẽ xem cái câu hỏi. Đây, ở chúng ta sẽ có câu hỏi từ 34 cho đến 38. Thì câu hỏi là tiếng Anh thì được sử dụng rộng rãi ở trên thế giới. Ở đây thì sao? Ở đây tiếng Anh thì được nói tổng thể thì nó sử dụng ở mức độ thứ hai trên thế giới thì các bạn, tức là cái lượng người sử dụng nhiều ha, nhiều ở thứ hai trên thế giới. Nhưng mà bằng cách nó mở rộng nhanh nhất là một ngôn ngữ của thế giới mà được mở rộng, mà được nhiều người học đó, nó lan rộng nhanh nhất ha. Vì thế chúng ta có câu này nè, nó được lan rộng, được sử dụng lan rộng trên thế giới nhiều nhất, được rộng rãi nhất. Thì cái câu 34 này là câu trúng các bạn ha. Câu số 35 là người ta ước tính rằng là có khoảng 300 triệu người nói tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ mẹ đẻ, cái ngôn ngữ đầu tiên. 300 người. Câu số 35 này nó nói 300 người. Thì chúng ta thấy đây các bạn, chúng ta thấy là nó người ta ước tính rằng có 350 người bản ngữ. Thì nhưng mà người ta ước ở đây là có 300 người. Thì câu này là sai các bạn ha. Câu 36 thì có đến một nửa những cái thương vụ làm ăn thì được thảo thuận, được tiến hành bằng tiếng Anh ha. Được thực hiện thông qua tiếng Anh đấy các bạn. Thì có chưa tới một nửa ha, tất cả các thương vụ làm ăn, câu 36. Thì ngay chỗ này các bạn để ý đây. Bạn có biết
có hơn một nửa tất cả các thương vụ làm ăn thì được thực hiện hay tiến hành bằng tiếng Anh. Thì ở đây nó nói là chưa tới, thì trong khi ở đây nó nói là quá một nửa, này là chưa tới một nửa, thì câu này là sai khác ý nha các bạn ha. 36 này là sai ý khác ý với nhau. 37 là nó nói là three quarters, là cái này là 3/4. Đây, 3/4 của email thế giới thì được viết bằng tiếng Anh. Đây các bạn nhìn này, 3/4 nhé, 3/4 email của thế giới được viết bằng tiếng Anh, trong khi người ta nói rằng là gì, 70% mail thì được diễn đạt bằng tiếng Anh ha. Hơn 70%, cái 70% này, cái 3/4 này, nếu mà chúng ta nhân cho 25 ở đây, nhân cho 25 trên tử nữa, thì chỗ này là 70, 75, 75 trên 100, 75 trên 100 thì tức là người ta nói là hơn 70% là 75%. Vậy câu này, câu 37 này là câu đúng nha các bạn ha. Đây người ta nói là hơn 70% over đây các bạn, hơn 70% đây. Thì này 75% thì hơn 70% là đúng ha. Câu số 38. Tiếng Anh thì sẽ không phải là một cái ngôn ngữ toàn cầu ở trong tương lai, sẽ không phải là ngôn ngữ toàn cầu trong tương lai. Câu số 38 nó là không phải là ngôn ngữ toàn cầu. Đây trong đây nói là ở tương lai thì nó sẽ kết một cái vai trò, hoặc là nó gắn chặt một cái vai trò, là tiếng Anh đóng một cái vai trò trong văn hóa, chính trị, kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Thì các lĩnh vực này là các lĩnh vực chính thì các bạn, văn hóa, chính trị, kinh tế là nó hầu như là nó bao trùm cả thế giới ha, bao trùm ở tất cả các lĩnh vực khác. Vì thế câu này là câu đúng các bạn ha. Tức là người ta nói là tương lai sau này thì tiếng Anh nó sẽ được mở rộng và được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Câu này, câu này, câu 38 nó là không phải các bạn ha, không phải là cái ngôn ngữ rộng khắp thế giới trong tương lai, thì câu này sai các bạn ha. Vậy câu 38 này là sai các bạn ha. Các bạn lưu ý nha. Câu 38 nó không ở chỗ này nè. Còn đây nó có. Thì câu 38 này sai. Rồi, còn 4 câu cuối cùng, 5 câu cuối cùng. 5 câu cuối cùng này thì hãy hứa là cố gắng hơn nữa, hoặc là tao hoặc là tôi sẽ không giúp bạn đâu. Thì nếu bạn không hứa cố gắng hơn, tôi sẽ không giúp bạn. Mình để if để đặt trước, thì bên phía sau là chúng ta sẽ có dấu phẩy cái chỗ này các bạn ha. If you don't, ở đây là loại một các bạn ha, don't promise to try harder. Nếu bạn không cố gắng, nếu bạn không hứa cố gắng hơn, I, đây là tôi sẽ không giúp bạn, I won't help you. Nếu bạn không hứa cố gắng hơn, tôi sẽ không giúp bạn. Rồi đây là câu số 40 là tôi không làm công tác, tôi không làm vườn, tôi không chăm sóc vườn được 3 tháng rồi. The last time, lần cuối cùng. Ở đây là thì hiện tại hoàn thành, chúng ta viết lại thành thì quá khứ đơn. To the last time I did. The last time I did. I did. Ở đây do hay các bạn, done, I did. Gardening. Lần cuối cùng mà mình làm vườn thì was 3 tháng trước đây. 3 months ago. Đây mình viết lại cái thì quá khứ đơn đây. Làm vườn. Lần cuối cùng mà mình làm vườn là, đây là quá khứ đơn này, 3 tháng trước đây.
Câu số 41. Thật là tiếc mình đã không có biết số điện thoại của cô ấy. Đây là thì hiện tại đơn, tức là ý nói là hiện tại nó không biết, vì thế nó ao ước cái điều ngược lại, nó ao ước là hiện tại nó biết. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là ao ước cho hiện tại. Thì I wish I knew. Đây, cái chỗ này là past substantive, simple past, hoặc là past substantive. I wish I knew her full number. Đây. Câu số 42. Cô ấy phải kết thúc cái bài báo cáo hôm nay. Thì bài báo cáo phải được kết thúc hôm nay. Bài này chúng ta sẽ viết sang cái thể bị động rất là dễ các bạn ha. Chúng ta chỉ cần được đưa cái the report này lên trên. Rồi has to này chúng ta giữ lại. Vì report này số ít, vì thế has to này chúng ta vẫn giữ lại là has, ở dạng chia cho ngôi thứ ba số ít như thế này. The report had to be finished. Finished today. Cái bài báo cáo phải được kết thúc hôm nay. Câu cuối cùng, câu 43. Là tôi sẽ rời Hà Nội vào ngày mai. Jane nó nói với tôi. Jane nó nói là nó rời Hà Nội. Bây giờ mình thuật câu này lại là Jane nó nói với tôi. Jane told me. Ở đây quá khứ thì cái vế phía sau cũng phải là quá khứ. She Joan told me that. Có that, không có that ở đây cũng được các bạn ha. She. Ở đây thì hiện tại tiếp diễn, thì chúng ta sẽ chuyển sang là quá khứ tiếp diễn. Was leaving for Hà Nội. Tomorrow này thì chúng ta sẽ viết thành là cái ngày hôm sau. The next day. The next day. Hoặc là chúng ta không viết the next day thì chúng ta có thể viết là the following day. Cái ngày tiếp sau, cái ngày theo sau. The following day. Rồi chào các bạn, bài học hôm nay đến đây là hết. Mr. Hiếu English, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. See you next time.